chào cả nhà đang xem trên kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì bữa hôm nay nhà mình sẽ tiếp tục làm và đổ cái máng ở phía trước. Thì giờ mình mời cả nhà cùng vô xem nhà mình làm cái máng như thế nào nha. Máng thì bữa mình mới đóng cây thôi, nay mới đổ hồ đá. Đổ hồ đá thì rất là nặng nên là mình có nhờ anh Thảo, và anh Thảo có đem cái máy trộn hồ vô nữa để mình đổ. Thì mình thấy mấy anh làm cái máng cực khổ quá. Mình có làm một nồi nuôi gà. Giờ mời cả nhà cùng vô nhà mình để xem mấy anh thợ làm và cùng ăn nuôi gà nha. Chị, hôm nay thì nhà của mình đổ máng. Giờ mấy anh thợ đang ở trên cao để cột sắt nè. Nay đổ máng cần có nhiều người nên anh Thảo có vô phụ mình nữa. Sắt thì làm ra đổ kẹo hay gì anh? Để đổ máng luôn á hả? Làm cái máng này thì mình cũng tốn nhiều sắt. Bẻ cái cong đó đặng mình nấu vô hả anh Phong? Nhìn bẻ đơn giản vậy thôi chứ sáng bẻ ăn cái móc treo cái son mà bẻ không nổi. Cái xác này bự ghê. Nắng dữ không Thảo? Mấy bữa mưa thúi đất nay nắng quá trời. Nó hết hết bão rồi. Còn không? Hết rồi. Còn. Đúng rồi. Hết rồi. Cái nắng này nữa. Đi tới nữa hả? Đây mình đang nói sắt để đổ cây kèo ngang nè. Cha còn được không cha? Muốn làm đại vậy. Bữa nay trộn hồ đá đổ máng nhiều nên là mình có cái máy trộn hồ. Đầy cái cối đó chắc cả chục xô hả anh Thảo? Hai thùng cát, bốn thùng đá. Mấy bao xi măng?
cái mé của mình, mé trong thì có một cây đà chạy dài, còn mé ngoài thì xây gạch. Thợ Thảo đang khỏi gì cấp cấp lên rồi chị. Cái cây đà của mình nó chạy vòng vòng hết mấy cây cột luôn, ngay chỗ đây cua là góc vuông. Đây mình chèn hồ lên để mình đổ nè. Hai nhân là nghề biết kêu làm sao. Rồi. Nhân bự thì làm em, mà nhân nhỏ là làm anh. Vậy kêu kia nhân anh đi. Nhân cà, nhân gò. Dễ kêu hả? Nhân gò là nhân gò công chứ không phải gò hùng đâu. Đổ máng cực khổ quá rồi, mấy anh ở lại ăn gà nấu nuôi nha. Nhân với anh Dũng với mấy anh nữa. Mấy chị em đang nấu trỏng á. Mấy anh thợ này, anh thợ nào cũng giỏi cũng dễ thương á. Làm nhiệt tình. Anh Nhân đi làm này, vợ anh nhà làm gì anh Nhân? Nhà giữ hai đứa con. Dạ. Dư rồi, trời ơi. Có chăn nuôi gì không Nhân? Dạ hai. Có nuôi rồi, nhỏ rồi nuôi. Nay đổ máng cực khổ quá nên là mình có nấu con gà với nuôi cho mấy anh thợ ăn. Cũng làm đi nhé. Nhiều ly thôi. Cảm ơn anh em gì đó đã làm không công. Đưa Thảo đi, xuống cái này ra. Thì cái máng nhà mình cũng đổ xong rồi. Mùa mưa này mình hứng nước được, mình mừng dữ lắm luôn á. Tới mùa nước mặn á thì không có hứng được nước mưa mà để xài á, mình xài nước sông với có cây nước, nhưng mà sử dụng nước máy thì nó tốn tiền, nên là giờ đổ được cái máng này mình mừng lắm. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi, thì con xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình của con để con có một cái ngôi nhà thật là đẹp. Thì bây giờ con xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau.